Tình yêu tri thức khi các nhà leo núi chinh phục trái tim của nhau theo cách độc lạ, chả giống ai. Mới đây, cô nàng Huyền Diệu, thí sinh trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia tuần 2, tháng 2, quý 3 đã chia sẻ về chiếc CV cực độc lạ mà anh chàng Duy Minh, đối thủ của cô gửi cho, khiến ai cũng phải tan chảy vì sức mạnh tri thức kết hợp với sự nồng cháy của tình yêu. Cô cậu gặp nhau trong cuộc thi rồi va vào nhau luôn. Huyền Diệu dí dỏm chia sẻ rằng ban đầu Duy Minh có tâm sự bản thân ngại yêu, nhưng chỉ 2 tháng sau thì đã fall in love với Huyền Diệu. Trong cuộc đua hôm đó, Duy Minh đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế, còn Huyền Diệu chỉ về thứ 3. Tuy nhiên kết cục thì cô nàng vẫn cho biết mình không nhất nhưng vòng nguyệt quế là của mình. Đúng là tình yêu tri thức đáng ngưỡng mộ. Hiện cặp đôi vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Chúc hai bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp cũng như tiếp tục tỏa sáng trên con đường học tập trong tương lai nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nha.